năm chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Hội dòng Cito Thánh Giá có đang thông báo về việc đan viện Cito Thánh Mẫu Châu Thủy sa thải thầy Martino Trần Minh Điệp, Martin Trần. Đan viện Cito Thánh Mẫu Châu Thủy, Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam thông báo về việc sa thải thầy Martino Trần Minh Điệp, Martin Trần, thầy Maria Martino Trần Minh Điệp, Trần Mộng Điệp là đan sĩ thuộc đan viện Cito Thánh Mẫu Châu Thủy, nhập dòng ngày 4 tháng 3 năm 1998, vào nhà tập ngày 2 tháng 2 năm 2000, khấn tạm ngày 19 tháng 3 năm 2002, khấn trọng 19 tháng 3 năm 2005. Năm 2009 được đan viện gửi qua tu học tại Mỹ. Từ năm 2016 đến năm 2019, thầy cắt đứt liên lạc với bề trên và cộng đoàn. Từ giữa năm 2019, bề trên mới liên lạc lại được với thầy và làm đủ mọi cách để mời gọi thầy trở về lại cộng đoàn. Nhưng thầy luôn tìm nhiều lý do để từ chối trở về cộng đoàn. Gần đây, chúng tôi thấy thầy xuất hiện như là một linh mục công giáo và dâng lễ ở một số nơi. Sau một thời gian tìm hiểu và điều tra cẩn thận, chúng tôi biết được thầy Martino Trần Minh Điệp được chịu chức linh mục bởi giám mục Island John, giám mục Anh giáo ngoài giáo hội công giáo Roma. Giáo hội này có tên gọi là Catholic Apostolic Church. Căn cứ vào khoản giáo luật các số 665 khoản 1 và 2, 694 khoản 1 số 1 và 3, 696 khoản 1 và Hiến pháp Hội dòng Cito Thánh Giá số 113. Vì thế, chúng tôi công bố thầy chưa bao giờ chịu chức linh mục bởi giáo hội công giáo và chiếu theo luật, thầy Martino Trần Minh Điệp đã bị sa thải. Kể từ nay, thầy không còn là đan sĩ thuộc đan viện Cito Thánh Mẫu Châu Thủy nữa và chúng tôi không chịu trách nhiệm về cuộc sống cũng như những việc thầy làm. Nếu quý vị biết thầy còn tiếp tục cử hành các bí tích theo nghi thức của giáo hội công giáo Roma, thì xin báo ngay cho các cha xứ và các đấng bản quyền sở tại. Đan viện chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Chúng tôi xin lỗi quý vị vì đã không thông báo kịp thời, lý do chúng tôi cần có thời gian để xác minh cẩn thận. Đan viện Châu Thủy, ngày 16 tháng 5 năm 2022, thay mặt đan viện, đan sĩ linh mục Giuse Hoàng Văn Thắng, viện phó. Được biết, lý do chính là do thầy này chịu chức linh mục bởi giám mục Anh giáo ngoài giáo hội công giáo Roma, không có sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho giới linh mục hiện nay. Giáo hội công giáo Roma luôn trân trọng truyền thống sống đạo của Anh giáo và vui mừng đón nhận những thành viên muốn tìm về hiệp nhất với giáo hội công giáo Roma. Tuy nhiên, vì lịch sử đã chứng minh chức thánh của Anh giáo không thực sự tiếp tục truyền thống của giáo hội các tông đồ qua, nhưng cố tình thay đổi nghi thức truyền chức, giáo hội công giáo Roma đã không công nhận chức giám mục và linh mục của Anh giáo. Dù vậy, giáo hội công giáo luôn tạo điều kiện dễ dàng để những linh mục Anh giáo sau khi hiệp nhất với giáo hội công giáo Roma, nếu muốn tiếp tục thi hành chức vụ linh mục, cũng được giúp đỡ để tiếp tục mục vụ cho những người tín hữu Anh giáo gia nhập giáo hội công giáo.